điều tra dấu hiệu tội phạm xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với hoàng thị ngọc hường nguyên phó giám đốc phó chủ tịch hội đồng mua sắm tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu bệnh viện tim hà nội Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng, ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định đấu thầu bệnh viện Tim Hà Nội cùng 5 đồng phạm khác. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh.